Rồi đầu tiên vô mình phải new project ấy, new project rồi mình đang thay này mình get đi cái này luôn lại. Set mới. Rồi mình lấy những cái video cần thiết bỏ vô trước nghe. Ví dụ đây mình lấy một cái import media. Mình sẽ lấy cái video thực sự nghe, thực sự đâu. Đây. Thì tôi sẽ lấy cái cô gái áo xanh nè, background nè. Rồi khi tiếng em nghiện smartphone đi. Đây này, đây đi. Bên này. Đồ chơi. Đồ chơi. Rồi như đây ha. Đó. Sau cái này vô. Đó thì mình cũng có kịch bản giống như nãy tôi nói. Kịch bản này mình có làm xong rồi đúng không? Bản này kịch bản video bán hàng đây. Nãy mình nói đây đầu tiên làm này không phải là kịch bản thì vấn đề cái chỗ này vấn đề một là mình nói tại vì đây mình một là mình sẽ đứng nói có MC mình đứng nói đàng hoàng còn đây mình không có điều kiện không có MC ok mình chơi mình gắn ra phong sanh tách MC ra cái thứ hai là giải pháp đó nha thì đầu tiên mình sẽ lấy cái này để mình lấy được cái âm thanh trước cái đã giờ mình chưa có âm thanh đúng không lấy cái này trước mình bỏ vô đây vô cái chỗ tu bi kích nè cái này làm xong rồi đúng không xong rồi tôi ra ngoài tôi làm cái mới đi cho nó được ảnh hưởng tới cái này đó rồi internet hết vô rồi ổ mất internet rồi đó no internet luôn rồi. Rồi bây giờ vô cái này mình sẽ tạo voice và max video ha. Mình tạo một cái thứ hai tới đi. Cái là đặt tên tôi đặt tên lại TV đi. TV đi ha. TV 2 đi rồi. Thêm media. Thêm. Đó. Rồi đây tôi gọi bỏ chữ vô đây để tôi đọc. Đầu tiên kìa ha. Những cái nào mà cần xuống dòng mà mình xuống dòng ha. Đó mình sẽ đọc giọng nữ ha. Lan Anh nữ đi. Dùng như đi. Rồi trên nhạc nền bỏ qua không cần rồi. Bỏ xuống luôn đó. Rồi lưu đồng ý lưu của hình rồi sau đó tạo voi và đọc một đọc đoạn đầu trước rồi sau đó chuẩn bị đoạn thứ hai là đẩy qua cái giới thiệu tôi đồ chơi xếp hình nè tiếp theo. Khi trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào, trẻ em từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu được tiếp xúc. Vô đây một cái nha. Cái này á, là mình download về. Đó. Cái giọng á, thì nó không ok tại vì mình không có điều kiện để mình thuê người đọc á, thì mình chơi kiểu này thì nó cái giọng nó nghe được thôi chứ nó không có được good. Còn muốn tốt nữa thì mình thuê người đọc, thuê cho người âm thanh đàng hoàng đọc cho nó hay. Đó, thuê MC. Đó, rồi cái thứ hai là cái này cái nào mà cần xuống dòng mà chấm rồi nhớ mình cho xuống dòng chấm là nó đọc cho nó ngưng nghe chứ thôi để đọc tới luôn như chị Google là hơi mệt á đó. Đó rồi cái này cũng vậy cái này cũng tạo voi đọc bộ đồ chơi xếp hình cảnh sát biển Lego City giúp con bạn thông minh hơn. Lego City mang đến cho bạn xây dựng cảnh sát cứu hỏa, lính cứu hộ, xe lửa, sân bay, giao thông vận tải, hàng hóa, giao thông, bảo vệ bờ biển, trang trại, xe vận tải lớn. Đó, mình sẽ được hai file này, mình sẽ đem về, file này về. Để vô đây. Đó. Rồi bỏ hai âm thanh này vô.
Đó, rồi mình đủ đồ chơi đúng không? Rồi bây giờ đầu tiên á là mình nói thời sự đúng không? Thì mình phải có cái cô gái MC vô trước nè, khung ảnh thời sự cô gái MC bỏ vô. Không phải khung cảnh thời sự vô trước. Rồi tới cô gái MC vô lượt luôn, hai cái đó vô. Khung xanh đây. Đó. Rồi, sau đây cô gái này mình cho nằm đây đi. Rồi cô gái mình cho ở đây, nói đứng đây, đây nói đi ha. Đó. Rồi cô gái này mình muốn tách nền á thì làm sao? Cô gái này nói thì mình cho edit audio là mình cho nó bắt âm thanh luôn. Còn cô gái này nói thì mình sao đây? Mình sẽ mo vô cái chỗ ở Visual Effects, mình kiếm cái chỗ là remove color color nè, đó, ép vô. Đây bỏ vô. Bỏ cái color này vô. Đợi xíu. Ủa. Đây đây. Chọn vô cái hiệu ứng đây. Rồi xong đây mình kéo cho nó mất nha. Em đây. Phải chọn vô hết, mà chọn vô này, xong rồi chọn vô cái remove color nè mới kéo cho mất được. Ở đây cho chọn màu trắng thôi, màu khác tôi không biết này. Mình đang thử thôi, tôi chưa thử. Đây đang chọn màu xanh thôi. Đó. Cô gái này cho lớn lên chút xíu đi, ví dụ như đi. Rồi cái cáp rau này mình cho nó bằng cái video luôn ha. Đó. Ví dụ như vậy. Đó. Rồi cái hình giống máy bay này mình lấy cái hình TV vô. Không có lấy hình này nữa. Hình máy bay này lấy hình TV đâu. Không có thời sự. Hình TV đâu rồi? Thiếu rồi. Thiếu hình TV rồi, mình lấy cái hình TV vô ha, thời sự TV đâu. Rồi bỏ vô đây, che lại cái tivi đi. Nằm trong cái tivi thôi, nó mình phải dùng Photoshop luôn, mình kéo qua cho bạn luôn, tại tivi này cũng dễ, nó. Rồi. Rồi kéo cái này cho nó bằng luôn, mình cho nó. Đó, là mình được cái video này. Này, kéo cho bạn luôn. Nhưng mà cái này nó treo cô gái rồi, bây giờ sao? Kéo này xuống đi. Đó. Như cái cô gái mình vô mới mất khúc nữa đúng không? Vô tới đây đi, mình cắt cái ra. Cắt nó ra rồi mình xóa khúc đầu đi. Kéo này vô. Đó. Rồi cô gái tới đây. Tới đây bị hư cô gái, bị lỗi nè, nó bấm chuột dừng nè. Mình cắt cô gái ra luôn. Sorry. Chọn ở trên ha, cắt cái gái cắt ra, bỏ khúc sau đi. Đó. Rồi. Đó là được vậy ha, được cô gái nói ha. Rồi bỏ âm thanh nói vô. Bỏ âm thanh nói vô voi 2 nè, âm thanh nói vô. Voi 2 nói tới đây đủ rồi. Đúng không? Còn mấy kia dư ra thì tạm thời cắt đi. Cái này dư ra nè. Nói tới đây đủ rồi, cái này dư ra, cắt đi luôn nè, cắt. Dư ra. Cái này thì không cắt được, cái này phải ráp vô đây. Cái này ráp vô đây. Đó thì mình sẽ được cái video. Khi trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào nè, trẻ em thì cái cô gái nó nói như bị nè. Tới đây nó mới nhếch miệng nè. Đó. Thì mình cắt cái chỗ này lại. Đó vậy đi. Đó rồi, này copy ra lần nữa đây, CP. Dán ở đây. Đó. Rồi này cắt ra. Đó. Trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào, trẻ em từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu được tiếp xúc với các thiết bị điện tử.
đặc biệt là smartphone, điện thoại thông minh. Hội chứng tích bắt nguồn từ điện thoại dù không nguy hiểm nhưng sẽ khiến trẻ phát triển khó khăn và phụ thuộc. Việc lạm dụng điện thoại không phải lỗi ở trẻ nhỏ mà chính là trách nhiệm của cha. Rồi ghép nhạc vô luôn, ghép nhạc bên dưới nha. Nói mà có nhạc thì nhạc mình ghép vô, cộng âm thanh vô. Mình đa âm thanh về ha, tôi đây xài một bài âm thanh thôi. Sẽ nhiều. Âm thanh đâu, âm thanh dài, music đây. Đó, âm thanh ở đây. Cái nhỏ âm thanh lại thôi. Khi trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào, trẻ em từ khi còn rất nhỏ. Rồi, cái chỗ này mình cho âm thanh lớn lên chút xíu đi. Đọc cho lớn lên, cái này cho nhỏ lại. Đó. Trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào, đó, trẻ em từ khi còn rất nhỏ. Không? Đó. Rồi, thì bây giờ tiếp tục ở đây mình sẽ bỏ tiếp tục vô đây là cái gì? À, cái thà khi trẻ con nghiện điện thoại nè, bỏ này vô, bỏ vô đây. Đó. Ở đây mình sẽ cắt bớt đi, mình cắt bà nói thì mình cắt đi. Cái MC này cắt tới đây đi, tới đây. Tới đây đúng không? Thì mình cắt ra nè, cắt ra. Rồi. Ghép vô. Nó mình cho có thể zoom to nhỏ để kéo cái này lại cho dễ làm chứ zoom to zoom nhỏ nè, chứ mình để cái này dài quá mình thấy nhỏ lại thấy nhiều quá thì cho nhỏ lại như vậy. Kéo tới đây. Tới đây. Nó có cái kênh VTV4 nè, VTV4BC nè. Ở đây ngưng lại, cắt ra luôn. Đó, thì đây tới đây. Tới đây mình có thể cho dừng nhạc cũng được. Đây nè, đem dừng nhạc cái này đây, chúng ta cắt ra làm đôi. Cắt cái chỗ này ra làm đôi nè. Rồi cái nhạc này mình cho nhỏ lại, nhỏ nữa. Mình cho cái tiếng của cái phóng sự nó to lên. Rồi tiếp tục mình giới thiệu cái sản phẩm của mình. Tôi phóng sự nói vấn đề cái này xong rồi mình giới thiệu phóng sự của mình, giới thiệu cái sản phẩm của mình. Giới thiệu sản phẩm của mình thì mình sẽ lấy cái voi số 3 này xuống đây và cái hình sản phẩm bộ đồ chơi sức mạnh kiểm soát Lego ngoài này, sorry. Cái ảnh đúng không? Đây. Đây mình có thể làm nhiều ảnh nha, chứ phải là đó. Cảnh sát cứu hỏa, lính cứu hộ, xe lửa, sân bay, giao thông vận tải, hàng hóa, giao thông, bảo vệ bờ biển, trang trại, xe vận tải lớn, khai thác mỏ và không gian. Với bộ đồ chơi này, các bạn có thể hòa mình vào một thế giới vui nhộn và hoàn toàn mới. Rồi ghi chữ vào này luôn ha. Đây mình sẽ ghi chữ lên đây này. Ghi chữ thì qua phần chữ nè, mình ghi chữ gì đây mình ghi vô. Đây. Rồi màu. Thôi để chọn màu ha. Đây. Rồi. Ghi chữ vô. Đây. Rồi, nó ngoài nó chưa ăn. Rồi cho nó giữ xe to lên chút xíu. Đó. Này có bác CT cho nó màu xuống vậy cho nó đẹp hơn. Ví dụ vậy đó. Ở dưới đây mình sẽ có thể làm nhiều hình ha, nhiều hình chuyển qua chuyển lại cho đẹp chứ đây một hình nè. À.
Đó, cái đây hiệu ứng này, cho nó hiệu ứng chút xíu đi. Ở đây có một cái hiệu ứng đây có hiệu ứng nha. Hiệu ứng vì sorry. Hiệu ứng dùm đâu ta? Animation nè. Đó. Mình cho nó zoom zoom in nhé. Kéo từ phía trước rồi. Đó, rồi đây mình kéo này, kéo cái nút ra nè, đang cho nó có hiệu ứng zoom ha. Đây, xếp hình cảnh sát biển Lego City giúp con bạn thông minh hơn. Lego City mang đến cho bạn xây dựng cảnh sát cứu hỏa, lính cứu hộ, xe lửa, giao lên thông đó. Vận tải, hàng hóa, giao thông, bảo vệ bờ biển, trang trại, xe vận tải lớn, khai thác mỏ và không gian. Với bộ đồ chơi này, các bạn có thể hòa mình vào một thế giới vui nhộn và hoàn toàn mớ. Rồi tới đây mình sẽ đọc xong rồi mình sẽ gắn thêm một cái nữa là cái xem về cái mũi tên này. Mũi tên này qua. Xem. Mũi phẩm đi. Đó. Rồi. Đó. Xem sản phẩm thì mình sẽ bỏ cái sản phẩm vô. Sản phẩm video sản phẩm của mình chính là cái video này. Bỏ vô. Bỏ tiếp theo vô đây. Đó. Video này thì tạm thời mình ẩn âm thanh đây luôn ha. Không cần. Bỏ đi. Rồi đây. Bây giờ mình sẽ cắt bớt khúc đầu ha. Tới đây. Cắt cái này bỏ đi, cắt bỏ vô đây. Đó, mình muốn tua nhanh video đúng không? Bây giờ muốn tua nhanh video sao? Có kỹ thuật tua nhanh video nè. Đây mình sẽ tới đây, mình cho tới đây tua đi. Tới phần review thì mình tới phần làm ra sản phẩm mình cho chậm, còn cái phần ship anh em cho tua nhanh đi ha. Tới đây. Tới phần này. Đây. Đây tôi nhận tới đây đi. Rồi tới đây. Tới đây mình cho tôi nhanh cắt ra. Cắt ra chỗ này muốn tôi nhanh á thì mình cũng phải là vô cái chỗ là Visual Effect nè. Kéo cái thời gian xuống đây. Đó, rồi sau đó mình đích đôi chuột vô cái mũi tên nè. Đó, rồi, đó mình mới kéo lại. Kéo lại để tốc độ sẽ nhanh hơn, video này sẽ nhanh hơn. Chạy nhanh hơn. Tu nhanh mà nó sẽ làm nhanh cho mình đó. Tu nhanh nữa thì mình thấy nữa ha, dùng nhanh nữa đi, cho nó ngắn video rồi. Tới đây. Tới đây ngừng đúng không?
Rồi, ngưng. Rồi đi, rồi mình xong á. Còn nhạc của mình đây mình thiếu nhạc nè. Mình phải cắt thêm nhạc vô cho đủ. Rồi đó đây mới mình copy nhạc ra nè. Rồi đó là mình xong cái này mà ghép lại xong rồi cuối cùng một control connection là mình sẽ lấy cái bộ mình bỏ vô thì bộ thêm cái cái bộ vô vòng media nói dụ vậy mình sẽ làm được cái video 10 phút như vậy ghép những cái video ấy còn là video cũng theo một cái kịch bản mà cái tin là hoàn vấn đề rồi giải quyết vấn đề là mua sản phẩm của mình rồi liên hệ để mà mua sản phẩm đó là đó vấn đề hoặc là làm một số cái video về ví dụ như là hướng dẫn hoặc là tư vấn hoặc là review kiểu đó để mình thu hút khách hàng đó. Nó tới đây thì nó đây nó phải có thêm cái âm thanh này nữa đó. Rồi đó là cái video dạng này ha, rồi mình coi lại coi coi lại rồi coi từ đầu ha. Khi trẻ em nghiện smartphone ngày nay trong bất cứ gia đình nào trẻ không có coi to lên ta. Wow. Khi trẻ em nghiện smartphone, ngày nay trong bất cứ gia đình nào, trẻ em từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu được tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Đặc biệt là smartphone, điện thoại thông minh, hội chứng tích bắt nguồn từ điện thoại dù không nguy hiểm nhưng sẽ khiến trẻ phát triển khó khăn và phụ thuộc. Việc lạm dụng điện thoại không phải lỗi ở trẻ nhỏ mà chính là trách nhiệm của cha mẹ. Mời các bạn xem video phóng sự sau. Ghét lại vậy mình nhớ được cái chuyện. Đây là những hình ảnh diễn ra hàng ngày tại gia đình chị Thân. Khi bố mẹ không cho xem điện thoại, bé Ngọc, con gái 3 tuổi của chị sẽ liên tục gào khóc.